thành phố Hồ Chí Minh, một nữ bệnh nhân 31 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng. Trong vòng 2 tháng qua, có hai phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong sau khi hút mỡ bụng. Theo nguồn tin của phóng viên Thanh Niên, Bệnh viện Nhân dân 115 vừa có báo cáo thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận nữ bệnh nhân tên N. 31 tuổi, ngụ quận 8, tử vong sau hút mỡ bụng giờ thứ 14. Cụ thể, người tự nhận là người nhà của N, khai N đi hút mỡ bụng vào chiều 5:12 tại một spa. Sau đó, lúc 22 giờ cùng ngày, N than mệt, cơ thể tím tái nên được đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận giờ tiếp nhận bệnh nhân là lúc 3 giờ 20 ngày 6:12, nữ bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn trước nhập viện. Mặc dù đã được y bác sĩ hồi sức tích cực nhưng vẫn không thể cứu được. Người nhà khai bệnh nhân N, ngụ quận 4, nhưng công an xác minh nữ bệnh nhân ở quận 8. Bệnh viện Nhân dân 115 đã chuyển thi thể nạn nhân sang trung tâm giám định pháp y. Nguồn tin của phóng viên Thanh Niên cũng cho biết vụ việc tử vong sau hút mỡ bụng xảy ra tại Spa V, quận 1, đồng thời công an quận 1 đang điều tra làm rõ vụ việc trên. Như vậy, trong vòng 2 tháng qua tại thành phố Hồ Chí Minh có 2 người hút mỡ bụng tử vong. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Bệnh viện Chợ Rẫy có tiếp nhận nữ bệnh nhân N. T. N. T. 50 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi hút mỡ bụng tại một bệnh viện thẩm mỹ ở quận Tân Bình. Bệnh nhân sau đó tử vong.